nguyện cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho linh hồn Maria mới có đời. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin cho chúng con được tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban và ngày càng căn bó với lời chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Làm quan lớn trong triều của bà.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách Ngôn Sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh thằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình đi rao giảng tin mừng, hơn một lần Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ. Người ta nói: thầy là ai? Có người thì nói rằng người ta nói thầy là một tiên tri, một Elia, hay là một Gioan. Và rồi Thánh Phêrô nói rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Khi nghe như vậy thì Chúa Giêsu mới nói rằng: này anh Simon Colosona, con Gioan, anh thật là có phúc, bởi vì không phải là xác thịt hay khí huyết đã cho anh biết điều ấy, nhưng chính Thiên Chúa đã mặc khải cho anh để anh biết về điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, chính Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu, ngài mặc khải cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là con một của ngài, để rồi ai tin vào con một thì sẽ được cứu. Và Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, và rồi ai đón nhận lời của ngài và tin thì sẽ được cứu. Qua trang sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta vừa nghe, thiên sứ của Chúa nói với Philippe rằng: đi lên Jerusalem đến Gaza, và rồi con đường này thật là vắng, nguy hiểm, khó khăn, nhưng vì lời của thiên sứ nên rồi Philippe đã lên đường. Và ông gặp một người thái giám, người Ê-chi-tóc, ông là quan lớn ở trong triều, và rồi ông là tổng quản kho bạc. Ông đi lên thành Jerusalem hành hương, và rồi ông trở về. Trên cái con đường trở về nhà thì ông gặp Philippe, và rồi Philippe thấy được xe của ông và đã tiến theo kịp. Rồi Philippe mới đọc sách Ngôn Sứ Isaiah, và đoạn sách Ngôn Sứ Isaiah diễn tả về Đức Giêsu chính là con chiên bị đem đi làm thịt, và con chiên ấy không một tiếng kêu ca. Sau khi mà nghe nói như vậy thì vị thái giám mới hỏi Philippe: ông đang nói về ai vậy? Và Philippe đã gợi lại cho quan thái giám về hình ảnh của một Đức Giêsu chịu chết trên thập giá. Và rồi sau khi lắng nghe lời của Philippe, viên thái giám đó đã tin nhận và đã lãnh nhận phép lửa, trở thành người Kitô hữu. Trong hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy thôi, chỉ có một phương cách duy nhất để chúng ta tin, đó là chúng ta tiếp nhận, chúng ta kết hợp vào
chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Không có con đường nào khác ngoài con đường lắng nghe. Mà muốn lắng nghe thì phải kết hợp với Chúa mật thiết hơn trong cuộc đời. Chúng ta còn nhớ hình ảnh của ngôn sứ của ông Samuel. Giữa đêm ông nghe tiếng Thiên Chúa, và rồi qua lời Chúa ông lắng nghe và ông thi hành lời của Chúa. Gương mẫu của những người lắng nghe và thực hành lời Chúa vẫn còn đó trong cuộc đời của chúng ta. Một Maria lắng nghe lời của Chúa và đưa tiếng xin vâng với sứ thần. Một Giuse lặng lẽ cũng lắng nghe và thi hành lời của sứ thần. Và rồi chúng ta thấy trong lịch sử cứu độ, trong hội thánh, những người nào biết mở rộng tâm hồn mình ra để mà lắng nghe tiếng Chúa thì lại càng cảm thấy tin và sống mật thiết với Chúa hơn. Thánh Vincent Paulo đấng sáng lập tu hội truyền giáo và các nữ tử bác ái, ngài nói như thế này: các bạn hãy cho tôi một người cầu nguyện và tất cả mọi sự sẽ được giải quyết. Một tâm tình rất hay, và chính cái tâm tình ấy đã đánh động cha Henry Cavell sáng lập gọi là cái phong trào nhà cầu nguyện. Và chính cha Henry Cavell đã sống đời sống cầu nguyện, và ngài như là mẫu mực của đời sống cầu nguyện, và ngài mời gọi mỗi người hãy lắng nghe và cầu nguyện. Và gần đây nhất chúng ta thấy một gương hết sức đặc biệt của cha thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Trung Quốc thế. Dẫu rằng bận rộn với biết bao nhiêu công việc, nhưng thánh Alphonso đã dành 8 tiếng đồng hồ một ngày để lắng nghe lời Chúa. Chúng ta xem ra 8 tiếng thì quá dài, và 8 tiếng đó vô ích, nhưng nó là năng lượng sống cho thánh Alphonso. Để qua cái đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa, thánh Alphonso có một cái diệu cảm, diệu cảm về những con người nghèo bị bỏ rơi. Và càng gắn bó với Chúa, Alphonso lại càng lên đường để đi loan báo tin mừng. Và chúng ta thấy khuôn mặt của thánh giáo hoàng Paulo II cũng vậy. Với cương vị là một vị giáo hoàng, nhưng ngài đã dành thời gian nhiều để mà cầu nguyện trong một ngày, để ngài gắn kết với lời Chúa, ngài lắng nghe tiếng Chúa. Và chúng ta còn nhớ đến khuôn mặt của mẹ Teresa Calcutta, một khuôn mặt hiện thân của Đức Kitô thương xót những con người nghèo, những con người bị bỏ rơi. Và mẹ Teresa Calcutta đã gắn kết với Chúa trong đời sống cầu nguyện trước khi đi ra ngoài làm việc bác ái cùng với chị em. Mẹ đã ngồi trước thánh thể để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, và càng kết hợp mật thiết với Chúa thì mẹ Teresa Calcutta càng yêu mến người nghèo và càng ăn say phục vụ người nghèo. Đó là bằng chứng của những người kết hợp mật thiết với Chúa, lắng nghe lời Chúa nơi bí tích thánh thể cũng như thánh kinh. Người ta dễ bị cuốn theo những cái bộ ngàn náo nhiệt bên ngoài, để người ta không còn cảm thức về lời Chúa nữa. Thử hỏi với nhau, trong một năm bao nhiêu lần, bao nhiêu lúc, bao nhiêu giờ người ta can đảm lấy thánh kinh ra để đọc và suy nghiệm? Chính lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường cho con đi. Thế nhưng mấy ai yêu mến lời Chúa để mở thánh kinh ra? Thánh kinh rất là tuyệt vời, ngày mỗi ngày đều ứng nghiệm với tất cả những biến cố của cuộc đời ta. Nhưng có khi mình chưa có thói quen để mình gặp Chúa nơi thánh kinh, và đặc biệt mình cũng chưa có thói quen gặp Chúa nơi thánh lễ. Chị thường có thói quen dự lễ Chủ nhật, bởi vì nếu không dự lễ Chủ nhật thì mắc tội trọng. Còn ngày thường, thánh lễ Misa là nơi bàn tiệc thánh,
Chúa vẫn mời gọi chúng ta đến để kiến múc lời Chúa. Chúa vẫn mời gọi chúng ta đến những bàn tiệc thánh để kiến múc bí tích thánh thể, và đó chính là nước thực thần linh để nuôi dưỡng chúng ta. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không gắn kết với lời Chúa, cũng như không gắn kết với bí tích thánh thể, là người nói dối hoặc chỉ nói yêu Chúa bằng cái miệng thôi. Chúng ta thấy những người trẻ họ yêu nhau, một ngày họ nhắn tin cho nhau biết bao nhiêu lần, họ gọi điện cho nhau biết bao nhiêu lần, và đến đỉnh điểm họ cưới nhau về và họ muốn ở chung với nhau, không còn là hai nữa mà là một. Đó là tình yêu của nam nữ, là tình yêu giữa con người dành với con người. Họ cũng muốn ở gần nhau, họ muốn lắng nghe nhau, họ muốn sống chung với nhau. Và với tình yêu của Chúa cũng vậy thôi. Người nào yêu mến Chúa nhiều thì lại dành giờ cho Chúa nhiều. Người nào yêu mến Chúa thật nhiều thì lại kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Và rồi trong niềm tin, nếu ai nào đó lắng đọng dành thời gian gắn kết với Chúa để nuôi lương thực đời sống tâm linh của mình bằng lời Chúa và thánh thể, thì tâm hồn người ấy chắc chắn sẽ bình an. Dẫu rằng đời sống vật chất có thể thua lỗ làm ăn không thành công, có thể thất bại, có thể bị hiểu lầm, có thể bị già đạt, có thể bị bỏ rơi, nhưng ai nào đó gắn kết đời mình với Chúa, đặc biệt qua lời của Ngài và thánh thể của Ngài, thì chắc chắn người đó sẽ bình an và vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời, bởi vì người đó luôn luôn có Chúa đồng hành và hiện diện với người đó từng giây từng phút trong cuộc sống của mình.
Khi tự nguyện đốt mình chiêu khô hình, người cầm lấy anh ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì ngày là mình thầy sẽ đi nhốt vì các con. Cùng một thêm từ đây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy trên cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì ngày là chân mong thầy mau do ước mới và vinh cưu sẽ đổ ra cho các con, và nhờ người được tha tội các con hẹn làm việc này mà đưa đến thầy. Đây là một niềm đức tin. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được khen ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Một lệnh Chúa cứu thế và theo thế người Tây, chúng ta giáng nguyện rằng: xin đối thương ban cho hội thánh được bình an ở nhất theo thầy.
cho hạnh phúc và yên chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phụ trợ chúng con đàn đoàn dân của Chúa, cho đã lấy mạch bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bao nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hằng sống và uyên chi muôn đời. Lên sông cho anh chị em ra về bình an. Hallelujah.